Dạ, hôm nay đoàn Hàn Quốc của em 25 tháng 6 cùng với 20 vị khách quý đang tham quan tháp truyền hình Namsan nha. Xin chào. Thì mình có thể ngắm được hết luôn tháp truyền hình Nam Sa rất là rõ, cũng như là cảnh vật xung quanh. Ban đêm thì nó có cái vẻ đẹp của ban đêm. Trời đất đã sinh ra thì ban ngày cũng đẹp mà ban đêm cũng đẹp. Ok. Em đang quay em ấy chứ. Chập diễn thôi. Đi lên đây nhọn quá. Ở lá phong mà đẹp chưa? Lá phong phát triển hơn nè. Dạ. Này mà mình qua mùa thu tháng 10 tháng 11 đẹp nữa. Nhà mình ơi, chị ơi, nhà mình lên trên cái cầu thang, cái lan can.
Dạ, mình lên trên đó thì mình ngắm được khó toàn thành phố Seoul, cũng như là trên đó có mấy cái móc khóa tình yêu quá dễ thương lắm. Tìm anh khóa lại. Tìm anh khóa lại á. Có tối nhiều khi xuống chân núi kiếm chìa khóa lại chứ. Để gỡ ra. Tôi lên trên đó tôi quen. Rồi, Ngọc sẽ xin dẫn nhà mình đi tham quan một vòng để xem là xung quanh hết truyền hình Nam Sang có cái gì mà hấp dẫn khách du khách vậy ha. Dạ, một cái điều hấp dẫn nhất đối với khách du lịch mà tất cả khách du lịch đều biết đến các truyền hình Nam Sang đó là những cái bộ phim nổi tiếng, bộ phim truyền hình của Hàn Quốc được quay lấy bối cảnh ở đây. Thứ nhất là cái bộ phim mà Ngọc đã từng xem đó là Boys Over Flower. Dạ. Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là con nhà giàu đó. Cái bộ phim đó rất là thú vị. Hay, diễn viên rất là dễ thương. Đẹp trai nhất là anh Lee Min Ho. Ok. Để mình đi tham quan tiếp nha. Dạ, ngắm được toàn thành phố luôn, đẹp lắm. Rồi nhớ giùm em 2:20 xuống núi. Quỳnh Quỳnh có gì nhắc chị 2:20 nha. Mình tập trung chỗ xe. Có chờ con nhìn ngắm được chân lắm. Mẹ đâu? Bán chữ gì cho mẹ? Ok, cảnh đẹp mà. Ở dưới chân tháp thì có những cái quầy bán hàng luôn. Đúng rồi, chị hai chị tắm với người đẹp. Rồi để người đẹp chụp cho hai chị đẹp hơn nha.
Rồi. Ok. 1. Dạ. 1 2 3. Rồi em chụp một nùi về xong lựa nha. Qua hướng này nó đỡ khúc khắc hơn. Rồi quẹo qua, quẹo qua. Ok. Đó, sáng hơn, đẹp hơn. Lại như vậy đâu bà Thanh. Một, hai, ba. À, chụp tấm nha. Rồi. Tưng tưng. Rồi, ba, hai, một. Kim chi. Nữa vô. Rồi. Đó đẹp. Mình xì. Dạ. Có hàng là xài tiếng Hàn nha. Dạ nhớ đúng giờ giùm em ạ. Wow. Hàng ngàn cái ổ khóa có mặt ở nơi đây. Họ còn cả gắn kết những cái ốp lưu điện thoại nữa chứ. Dạ được ạ. À. Rồi xin mời. Em chờ một tí xíu. Ok. Rồi. Cầm đến đâu rồi? Thôi cầm dù không có thấy mặt, bỏ cái dù ra. Đúng rồi, trời càng nắng chụp hình càng đẹp. Rồi liền dù luôn. 1, 2, 3. Ở bên đây sáng hơn. Rồi lội ngược dòng xuống. Rồi 3 2 1. Xấu quá hả? Không đẹp. Dạ. Việc tham gia trẻ quá nha, lỡ mất đoạn hay rồi nha. Rồi, cố gắng giữ máy yên tí xíu ha.
Ok, anh Việt thấy đẹp hơn anh Việt là một tour sang Hàn Quốc nha anh ơi. Nhanh nhanh nè, đi với Ngọc cho vui nè. Wow. Hôm nay là mùa hè mà cây vẫn đổ lên ngã sang màu, đẹp. Wow, hello. Ngọc lại đã đi tự do chụp hình với những cái cầu lan can mà vừa có nuôi móc khóa trên đó đó. Con gì hả? Em thấy hình như ở đây có con sóc nè, gấu panda nè, so cute. Wow. Yeah. Ở trên đây thì mình có một cái quán cà phê cũng rất là lý tưởng luôn. Hồi trở trên đây vừa uống cà phê vừa bán vừa chuyện trò, mọi người có thể ngắm được toàn cảnh Seoul. Em đi kiếm cà phê Starbucks của Ngọc đây. Tình yêu của mình ở bất cứ mọi ngõ ngách nào trên truyền hình Nam Sa này. Tức là tôi chụp ra một căn nhà. Dạ không ạ, đây là mùa hè cho nên thời tiết hiện tại là rơi vào khoảng 31-35 độ vào ban ngày. Và nhiệt độ ban đêm là khoảng 17-19 độ, khá là mát. Và ban ngày thì cho dù là vào mùa hè thì mình cũng không có cảm thấy là dễ chịu, không có cảm thấy là quá bức bối và nóng lực, tại vì cây xanh của họ rất là nhiều, đi đâu cũng cảm thấy mát mẻ hết, không khí rất là dễ chịu. Starbucks của em đây rồi. Sorry cả nhà nha, Ngọc sẽ cả nhà lát nữa nha. Em đi uống cà phê Starbucks trước đã. Đó, em sẽ quay tiếp phần 2 Hàn Quốc cho nhà mình xem ha. Bye bye.